Xin chào tất cả quý vị các bạn, và tôi là Mạnh Ô Tô. Và ở cái video này thì tôi xin chia sẻ anh chị một cái loạt cái dòng xe, báo giá một loạt về cái dòng xe mà hiện tại đang có ở đây. Thì đầu tiên là tôi nói cho anh chị là một chiếc xe i10 được 2017. Giá tiền con đó là 320 triệu, bao rút hồ sơ và có lộc. Bên cạnh nữa là chiếc Vios được 2012, vô lăng méo lăng tăm. Chiếc xe này là 310 triệu. Ở bên cạnh, ngoài cùng bên kia là chiếc xe CDX đời 2010 và giá tiền của nó là 230 triệu. Xe nhập nhá, bản đủ đề táp tốp và cửa nóc số tự động. Bên cạnh nữa là chiếc xe Ford Ranger đời 2010, bản XLT 2 cầu, xe cực kỳ đẹp và giá tiền là 301. Đây là một chiếc xe Innova đời 2006, giá tiền nó hơn 200 thôi. 245 triệu. Và đảm bảo là một chiếc xe mà gia đình không lỗi. Tất nhiên rằng máy thì nó cũng chạm đến phần mặt trên rồi, nhưng mà nó một chiếc xe lốp mới, gầm bệ chắc chắn và đảm bảo là xe không lỗi, không dịch vụ và đi rất tốt, màu đen. Thế thì trong khoảng thời gian qua thì tôi cũng bán rất là nhiều những chiếc xe này, như biển Hà Nội và biển Thái Nguyên thì cũng bán là 206. Nhưng mà chiếc xe này thì là một chiếc xe cực kỳ cứng. Tất nhiên rằng nó cũng có sơn quay rồi, nhưng anh chị biết là toàn bộ sơn lòng là zin và nội thất là đẹp. Duy nhất chiếc xe này thua với trước hai chiếc xe tôi bán trong khoảng thời gian vừa rồi, đó là phải phần sơn đã bị tỉa, quay cộng với bên cạnh nó thua mất một cái trần da. Còn tổng thành về máy, gầm bệ, nội thất, táp lô, táp ly và form dáng thì ngang cơ với nhau. Chiếc xe này là một chiếc xe gia đình và anh chị có thể nhìn thấy toàn bộ về phần vỏ đây này, táp lô, cửa rất là cứng cáp nếu chúng ta để đi gia đình. Cái chiếc xe này nó đang bằng tiền với chiếc xe nào vào thời điểm hiện tại? Nó sẽ bằng tiền với chiếc xe cáp Tivan đời 2010, một chiếc xe Kia Karen đời 2011, 2009, 2010. Bên cạnh nó bằng một chiếc xe Isuzu đời 2007, 2007, 2008. Còn đối với dòng xe Innova này thì anh chị biết rằng nó là dòng xe mà nó được ưa chuộng rất nhiều trên thị trường rồi. Bằng một chiếc xe Everest đời 2006, 2007 phong cũ thì nó là một trong những chiếc xe mà vẫn đang giữ giá cùng với nhau. Nội thất con này là rất là đẹp. Anh chị có thể nhìn thấy tôi vừa quay qua, táp ly bên phụ. Anh chị có thể nhìn thấy rằng là nó là dòng xe mà được tôi tuyển cũng khá là kỹ. Anh chị có thể nhìn qua phần máy này. Chiếc xe này thì tôi đã làm được cái gì? Thì tôi đã kiểm tra về phần gầm và đánh bóng qua sơn tỉa, cộng với lại đánh bóng qua một đôi đèn. Tất nhiên rằng là để dọn một chiếc xe thì anh chị thừa biết rằng là nó rất là nhiều công đoạn. Nhưng mà chiếc xe này thì ưu điểm của nó là được lại cái máy rất là tốt, máy rất là sáng. Innova mà anh chị nhìn cái máy nó như thế này là máy đi rất là ít. Và điều đặc biệt là toàn bộ cái phần giằng đầu này không có một chút nào chạm chật mà rất là nguyên bản. Đấy, thì cái tầm tiền như thế thì anh chị cũng có thể thấy rằng là nếu mình có thể lựa chọn dòng xe 4 chỗ thì cũng có thể được. Nhưng bên cạnh nếu lựa chọn dòng xe 7 chỗ thì chúng ta có thể đi gia đình, nó vô cùng tuyệt vời. Thì đó, cái video chia sẻ anh chị với dòng xe Innova đời 2006, giá tiền nó khoảng 245 triệu thì anh chị có thể tham khảo. Anh chị có điều gì mà thắc mắc và có thể quan tâm thì có thể là gọi điện chi tiết đến số điện thoại trên màn hình. Tôi có thể tư vấn cho anh chị một cách hoàn toàn là miễn phí. Và nếu anh chị quan tâm với dòng xe nào thì cũng có thể là comment để tôi là có thể làm video cho anh chị và chia sẻ cho anh chị những cái điều mà tôi biết được qua quá trình trải nghiệm cùng với 5 tháng mà tôi tiếp xúc với khách hàng. Tôi sẽ đem những cái bí quyết đó chia sẻ cho anh chị hoàn toàn là miễn phí. Rất cảm ơn anh chị đã xem video và chúc anh chị một buổi chiều vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại vào những cái clip tiếp theo.